Thưa quý vị, sau 3 năm phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức trở lại trong năm nay, dự kiến thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Là địa điểm chính tổ chức lễ hội, những ngày này chùa Quán Thế Âm tại phường Hòa Hải, quận Hoành Sơn đã tất bật công tác chuẩn bị, góp phần đảm bảo để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa tâm linh đặc sắc. Tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm, khu vực sân khấu khán đài chính cũng như các phối cảnh trong chùa đang được các đội thi công khẩn trương làm việc để đảm bảo tiến độ đề ra. Lễ hội Quán Thế Âm là một lễ hội có sự đan xen và hòa quyện giữa các nghi thức Phật giáo với phần hội truyền thống. Chính vì vậy, khâu tổ chức và trang trí được chùa Quán Thế Âm quan tâm chú trọng. Dự kiến ở trên lễ đài rất là đông. Thì năm nay làm cái lễ đài cố gắng làm rộng ra, có làm một cái cổng lớn mới. Cho nên là cũng thi công gấp rút, và năm nay đặc biệt là làm cái xe hoa. Chùa cũng làm một cái xe hoa chạy bằng điện để cho nó không có tiếng ồn và để cho mình nó không lắng ắt cái nhạc mà khi mà bật lên cái lời niệm Phật để bật lên mà đi xe hoa. Xe hoa đó có 5 cái vị Quán Thế Âm hóa thân theo cái ngũ hành của cái núi Nguồn Sơn của mình, tức là tương sinh. Vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2023 cũng đã tổ chức buổi họp ra soát về công tác chuẩn bị. Ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ lễ hội như du lịch, văn hóa, thương mại, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, y tế đã chuẩn bị các kế hoạch chu đáo sẵn sàng cho ngày khai hội. Lễ hội Quán Thế Âm là dịp để đồng bào Phật tử nói riêng, nhân dân nói chung, cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Trong những ngày này, người dân và du khách cũng đã tìm về với chùa Quán Thế Âm để chiêm bái cũng như tìm hiểu những giá trị tinh thần mang đậm nét lịch sử, văn hóa Phật giáo Việt Nam và hướng về lễ hội Quán Thế Âm với nhiều niềm háo hức. Lễ hội Quán Thế Âm là cái lễ hội thường niên, nhưng tạm dừng trong 3 năm. Thì tôi cũng mong muốn cho cái đợt này thì cái lễ hội được diễn ra thành công tốt đẹp, cũng giống như là để nó là một cái dấu ấn của Đà Nẵng nói chung và người dân Đà Nẵng cũng như bà con đạo hữu Phật giáo. Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn sẽ chính thức khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, tức ngày 17 tháng 2 âm lịch. Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm lễ chính thức sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 10 tháng 3, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch, và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 3, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch.